Một số gia đình gặp trục trặc trong đường con cái, như hiếm muộn nhiều năm không có con hoặc liên tục sảy thai. Nhưng chỉ với việc thay đổi một số yếu tố về phong thủy như hướng cửa, hướng giường, việc có con của họ lại trở nên thuận lợi. Câu hỏi phong thủy có ảnh hưởng thực sự như thế nào đến việc có con vẫn chưa có một câu trả lời thấu đáo, nhưng thực tế vẫn có những câu chuyện khó lý giải xung quanh vấn đề này. Đổi nhà, có con sau 11 năm trục trặc. Câu chuyện lạ lùng trên là của gia đình chị Bùi Thị Hồng, SN 1965, và Bùi Thị Thành, SN 1959, là hai chị em gái hiện đang sinh sống tại phường Mổ Lao, Hà Đông. Chị Hồng kể rằng hồi đó gia đình chị và chị Thành cùng sinh sống tại khu tập thể dệt Hà Đông, hai gia đình đối diện cửa với nhau. Chị Hồng đã có một người con khi gia đình chị còn sinh sống tại Hòa Bình, nhưng khi chuyển về đây 11 năm sau chị vẫn không thể có thêm con thứ hai. Đầu tiên đi khám, bác sĩ nói chị bị tắc một bên giòi trứng. Sau khi chữa chạy tốn kém ở bệnh viện, chị Hồng tưởng đã may mắn khi đầu thai. Thế nhưng tiếc thay, cả hai lần mang bầu chị đều bị hỏng. Hồi ấy mình cũng lớn tuổi rồi, cũng nghĩ rằng chắc sẽ không mang thai được nữa. Ấy thế mà chẳng ngờ đâu lại đầu thai, một lúc sinh đôi hai thằng con trai, chị Hồng hồ hởi tâm sự. Chị kể rằng vào năm 2004, khi đó gia đình chị có người quen làm trên Hòa Bình, có giới thiệu cho chuyên gia phong thủy Nguyễn Cung Hà đến xem phong thủy nhà cửa để thuận lợi hơn cho việc làm ăn, chứ không nghĩ là nhờ giả đường con cái gì. Hôm ấy vừa bước vào nhà, ông Nguyễn Cung Hà nói ngay rằng phong thủy ngôi nhà này không tốt với tuổi của vợ chồng chị Hồng. Ông Hà cùng tuổi với vợ chồng chị Hồng, vì khi bước vào ngôi nhà ông đã có cảm giác chao đảo như có ai đưa giọng. Ông Hà đề nghị sang nhà đối diện là nhà chị Thành. Khi đó ông Hà chưa biết hai người là chị em ruột, để ngồi nói chuyện vì ở đây cảm thấy dễ chịu hơn. Khi bước vào nhà chị Thành, ông Hà nói giá hai gia đình đổi được nhà cho nhau thì tốt, vì tuổi của tôi hợp với hướng nhà này. Lúc đó tôi mới bảo đó là nhà chị gái tôi và gọi chị Thành về để xin ý kiến đổi nhà. Chị Thành đồng ý vì hai nhà diện tích cũng tương đương nhau. Đến ngày đẹp chúng tôi chỉ bê bát hương và đồ cá nhân sang nhà kia, còn đồ đạc thì vẫn để nguyên đấy. Đến nay tôi vẫn ở ngôi nhà cũ của chị Thành, chị Hồng chia sẻ. Đổi nhà được vài tháng thì chị Hồng mang thai, mà lại là thai đôi hai cậu con trai. Đến nay hai cậu con trai đã 10 tuổi, đều khỏe mạnh. Nói chung thì cũng khó lý giải, nhưng thực tế là từ khi đổi nhà, ngoài việc đường con cái rất dễ dàng thì công việc làm ăn của tôi cũng thuận lợi hơn, có của ăn của để. Chứ trước kia cứ làm được đồng nào là lại đi chữa trị hết mà vẫn không có con. Đổi phòng mũ, kê lại giường để mang thai. Chị Nguyễn Thị Mai, ngõ Hoàng Thạch, thị trấn Quốc Oai, Hà Nội, hiện đang mang bầu tháng thứ 8 trong niềm vui mong chờ của gia đình nội ngoại hai bên. Sở dĩ vậy vì bản thân chị gặp nhiều trục trặc trong đường con cái. Chị đã qua một đời chồng, nhưng do nhiều năm không có con nên đã ly hôn. Mấy năm sau chị lấy người chồng hiện tại, nhưng cũng đến 6 năm chữa trị đủ kiểu mà vẫn không thể có muộn con. Bác sĩ kết luận nhiều khả năng chị bị vô sinh. Chị kể, vợ chồng tôi lấy nhau năm 2008, nhưng mãi cũng không có con. Tôi đi khám thì bác sĩ cho biết bị u nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung nên khả năng vô sinh là rất cao. Sau khi mổ lạc nội mạc tử cung và chạy chữa khắp các bệnh viện lớn nhỏ mà không có kết quả, đến thời điểm cuối năm ngoái thì tôi đã cảm thấy nản lắm rồi, nghĩ chắc mình vô sinh thật sự. Tôi dừng mọi loại thuốc không uống nữa, để mặc cho số phận. Đúng lúc vợ chồng chị Mai chán nản thì trong một lần đến xem phong thủy cho gia đình, chuyên gia phong thủy sau khi hướng dẫn gia đình chị làm một số thủ tục tâm linh đã gợi ý chị Mai nên đổi phòng sang ở phòng mẹ chồng thì sẽ hợp hơn, và hướng dẫn cách kê giường tủ, sân lại nhà cho phù hợp với phong thủy. Làm theo những hướng dẫn trên, khoảng 5 tháng sau thì chị Mai có bầu trong sự vui mừng tột độ của hai vợ chồng và gia đình nội ngoại. Tôi đi siêu âm, bác sĩ thấy vết mổ có hỏi tôi bị làm sao. Tôi nói mổ lạc nội mạc tử cung thì bác sĩ cũng nói là bệnh này mà vẫn có bầu được là phải may mắn lắm, chị Mai chia sẻ. Trường hợp chị Đỗ Thị Liên, thôn Đăng Hội, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng cũng gặp khó khăn trong việc sinh nở và may mắn có thai sau khi kê lại giường ngủ. Chị kể rằng mình sinh con gái đầu lòng năm 2000, sau đó muốn sinh cháu thứ hai nhưng cứ có bầu lại sảy thai. Tôi liên tục có bầu và sảy 4 lần liên tiếp. Đến lần thứ 5 tôi theo điều trị một bác sĩ hiếm muộn. Ngay từ ngày đầu tôi được cho uống thuốc và theo dõi sát sao, nhưng cuối cùng thai vẫn hỏng. Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian và công sức tìm các bác sĩ giỏi nhưng đều không đạt kết quả. Các bác sĩ đều nói mọi vấn đề của tôi bình thường, trường hợp sảy thai của tôi hiện chưa có nghiên cứu lý do gì, ở Việt Nam cũng chưa có thuốc mà phải sang Singapore hay Đài Loan thì may ra mới điều trị được. Tôi đã tưởng mình không còn đủ sức để sinh con nữa. Sau khi mời được một chuyên gia phong thủy, ông xem xét toàn bộ ngôi nhà, chỉ ra những điểm bất thường về phong thủy, hướng dẫn các thủ tục tâm linh. Ngoài ra ông còn hướng dẫn gia đình chị thay đổi lại cửa chính, cách thờ cúng tổ tiên, kê lại giường ngủ. Kỳ lạ là sau khi làm những thủ tục trên thì khoảng 2 tháng sau tôi mang bầu, sức khỏe hoàn toàn bình thường,
tôi vẫn có thể đi lại, làm những việc nhẹ nhàng. Tháng 7 năm 2012, tôi sinh một bé trai khỏe mạnh trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Chị Liên không giấu nổi niềm vui. Về phong thủy ảnh hưởng như thế nào đến việc sinh con? Theo quan điểm phong thủy, sức khỏe con người nói chung và việc vô sinh hoặc khó thụ thai nói riêng một phần có thể do ảnh hưởng của trường năng lượng, còn được gọi là chi. Khi năng lượng phong thủy đã bị khóa hoặc ngưng động thì chủ nhân sẽ gặp những trục trặc về sức khỏe. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Cung Hà thì phạm trù phong thủy ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe, khả năng sinh sản của con người rất mênh mông, trừu tượng và liên quan đến nhiều yếu tố khác nữa. Tuy nhiên, về phong thủy mà nói thì luôn luôn có một trường năng lượng ổn định do khí dương, trời và khí âm, đất tạo nên. Con người có sự lệ thuộc vào trường năng lượng này, nếu nằm tách quy luật ấy thì năng lượng sẽ bị đảo lộn. Ví dụ cây dừa ngủ ở nơi không có trường năng lượng tới thì cơ thể sẽ mệt mỏi, hoặc nếu cửa thiếu gió sẽ dẫn đến tích tụ khí độc trong phòng. Trong khi đó thì nhiều bác sĩ sản khoa lại cho rằng việc vô sinh hiếm muộn một phần do tâm lý gây nên. Khi thay đổi phong thủy trong nhà ở hay phòng ngủ, tâm lý họ được giải tỏa nên việc thụ thai có thể dễ dàng hơn. Có thể nói phong thủy là lĩnh vực rất mơ hồ, khó lý giải thấu đáo. Các trung tâm nghiên cứu về khả năng đặc biệt của con người cũng có ghi lại nhiều trường hợp vô sinh hiếm muộn đã có con sau khi thay đổi hướng nhà, hướng cây giường tủ, đồ vật. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có một công trình nghiên cứu nào khẳng định rõ ràng tác động của phong thủy đến vấn đề này. Ngược lại cũng chưa có tài liệu nào phủ nhận việc phong thủy ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Các tài liệu về phong thủy đều cho rằng việc cải thiện phong thủy trong nhà cũng có thể cải thiện sức khỏe hay đem lại may mắn cho những cặp vợ chồng đang mong muốn có con. Tất nhiên loại trừ các trường hợp vô sinh do những bệnh lý thực thể.